Xin chào đại gia đình đang đến với kênh của lại. Ăn gì vậy ta? Dạ, ăn bún mắm. Trời đất ơi, bún mắm trong gói nha hả? Dạ. Bún mắm. Đây bún mắm nè. Để coi bữa nay Út làm món gì mà thấy có nấm nè nha. Dạ. Nấm rơm. À, đang bào vào củ này, chắc này có cái củ này là chắc tôi nghi nấu nước lèo gì quá. Đón thử không biết phải không? Phim vẽ nãy nha. Dạ. Rồi, biết nấu gì luôn, bánh canh. Đây để coi cái vợ lại đang làm gì đây. Hello vợ yêu. Chào cả nhà. Để nấu gì vậy? Bữa nay nấu bánh canh vịt. Ui, ngon dữ ta. Nên nấu bánh canh vịt nha cả nhà. Nước này chắc khoảng 2 lít, 3 lít. 3 lít. 3 lít nước. Wow. Con vịt đã quá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nấu con vịt này lên nha cả nhà ơi. Đây, trong thời gian chờ đợi thì đây, má Lợi và chị Ba và bé Tiền đang làm cái gì nè? Đang làm bóng đèn. Tháo ốc, đang tháo ốc. Má đang tháo ốc hả? Ừ, tháo ốc. Mà cái nhà này là nhà của bé Tiền mà đúng không? Dạ. Chị Nguyệt, bé Nguyệt rồi, chị Nguyệt. Con nay con lãnh lại nhiêu? Dạ, 400. Trời ơi, nay lãnh 400 luôn hả? Dạ, 400. Thấy có đông người quá vậy, lãnh 400 luôn hả? Nó còn tính 800 nữa kìa anh. 800 chắc làm hơi lâu à. Đó, nghề nghiệp của gia đình Lợi ngày hôm nay là có thêm cái nghề là làm bóng đèn. Đó. Kiếm thêm được nhiêu là hay nhiêu nha cả nhà. Mình làm cái gì ra tiền được thì mình làm, ít nhiều gì mình cứ việc làm. Đó. Làm được thì mình cứ làm. Hãy làm khi còn sức khỏe. Đó. Đó, giờ là cũng đang làm luôn nè, trong thời gian chờ dịch đó cả nhà. Hello vợ. Chào cả nhà. Nè, em làm công việc gì? Em cắt dây cho bé Tiền bấm. Cắt dây hả? Ừ. Chúng ta làm như thế này nè, để cho bà con nông dân mình có cái bóng đèn để mà trông thanh long nha. Cắt xong rồi bé Tiền bấm vậy đó. Này là công điện, công đoạn đầu tiên đúng không? Đúng rồi. Công đoạn Ủa, đầu mình tiên tổng cộng mấy công đoạn bé Tiền? Dạ. Chắc 10 phải không? Đó, xong rồi sẽ cắt ra như thế này nè. 10 giai đoạn mới được. Bóp nữa nè. Anh con nói 100 bóng là được nhiêu tiền? Quên rồi tiền. 1000 bóng được 300. Ủa 270. 1000 bóng là 270 hả? Dạ, bữa tính lại. Mà ngày mình làm được bao nhiêu? 200-400 gì đó. 400. Dạ. Cho 400 đi, 270. Cũng được thôi không biết, không tính được. Thôi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đợi nha, để thưởng thức cái món mì. Ủa không phải, bánh canh vịt nha. Má ăn gì chưa? Chưa, chờ bánh canh bánh canh vịt ăn. Làm này cũng chuyên nghiệp lắm phải không? Xong chưa vợ? Rồi. Wow, tô bánh canh hấp dẫn quá. Tô này bán 300 ngàn không? Hả? Bánh canh vịt bắt lắm à nha. Chụp thôi. Là chụp thôi hả? Ôi, nước sôi thùng mục luôn rồi. Ý, để em cắt vịt bỏ vô được chứ nha. Đúng rồi. Đây, lại đây. Chu cho thịt vịt ngon quá. Vịt này vịt trắng hay vịt xem? Vịt trắng anh. Ôi, cái chén nó mắm gần rồi cả nhà. Quậy quậy lên cái nhà. Đây là em xay gần với ớt á. Xay gần với ớt chung luôn ha. Đúng rồi. Ngon quá. Trời ơi, thịt vịt nè, chấm nước mắm gừng. Xiên bi luôn cả nhà ơi. Rồi, bây giờ bà Năm bán cho lại một tô 1 triệu đi. Bán cho lại một tô bánh cam 1 triệu nha. Đó, cả nhà thấy vợ lại không? Xuất sắc không? Đó, có nồi kèo, ngon cực kỳ. Wow. Rồi bây giờ mời cả nhà mình thưởng thức nha. Hello, xin chào tất cả mọi người đang đến với kênh. Xin chào. Bây giờ vợ lại đã làm xong cái món là bánh canh vịt nè, cả nhà thấy ngon dã man không? Không có sao tế chị đâu mà chị xíu. Nặng á anh.
hát cho chị đằng đẵng gì vậy? Đâu để lại hấp tổ một miếng nước xem sao nha cả nhà. Gấp dịch bỏ vô. Ủa vậy sa tế nè, có tỏi có xả trong đây, ngon dã man không? Dạ mày dạ. Cay lắm á. Gặp rồi. Ngon, ăn hết. Đó, ăn xong tô bánh canh này, chị Xuyến sẽ bắt đầu đi lên lên sân bay để bay về Đài Loan với chuyến bay là 5 giờ mấy á? 5:50. 5:50. Ngon quá quý vị ơi. Sắp đây chị Xuyến đây rồi. Cho xin chia sẻ một chút xíu cảm xúc. Nhớ. Hồng gì đó không nói nữa. Nói nữa sợ rớt nước mắt. Chị Xuyến đi xong rồi, Tết là chị Xuyến sẽ về một lần nữa nha cả nhà. Chung là lâu rồi chị Xuyến không có về đây ăn Tết ở Việt Nam, nên là cả nhà rất muốn chị Xuyến về đợt Tết nữa. Ủa chị, ngày Tết ở đây là giống như ngày Tết bản rồi đúng không? Ừ, giống. Đài Loan với Việt Nam nhé. Ngày Tết ở bản bình thường tôi làm gì chị Xuyến? Cũng vậy à, thấy buồn hơn Việt Nam nhiều. Vậy hả? Người ta có đi chúc Tết để nhận bao lì xì gì không? Không, nhà ai đi ở ngoại của ta? Ừ, người ở quê thì về quê ăn Tết. Còn ở Đài Bắc nhà ai nấy ở, thấy có ai qua nhà ai đâu. Nhưng mà chị thấy ra chắc Tết Trung Thu là vui nhất hả? Tết Trung Thu nướng thịt đâu á. Ừ. Ở bên Đài Loan á cả nhà, Tết Trung Thu á cái người ta lại nghe chị Xuyến kể là người ta nhà nào nhà nấy tụ lại để nướng thịt. Hồi đó má là có qua bển châu là cũng nghe dịp Tết Trung Thu đúng không má? Đúng. Nhà nào cũng nướng. Má kể mọi người nghe đi. Nhà nào cũng nướng thịt. Ở trên lầu thì tài thì xuống dưới lầu ngồi nhúng than lên nướng, không phải thịt không, đủ thứ hết. Cá rồi lạc xưởng rồi đủ hết á. Sao ngày đó người ta lại làm vậy ta? Người ta làm lớn lắm nha. Trung Thu là nướng thịt nè. Mà nhà nào nhà nấy làm lớn lắm á, không có nhỏ đâu. Tết ở Việt Nam của chúng ta thì ngày Tết đó có thể là gói bánh tét này kia kia nọ, rồi đi tới nhà này nhà nọ một hồi hai hồi ba nữa, mà đi chúc Tết thì mình kiếm bao lì xì. Mà bạn có lì xì gì không chị? Có. Đem giao thừa á, là chiều đó tụ tập về ăn cơm với gia đình, rồi phát bao lì xì. Bạn có đâm bài gì không? Có. Có rồi hả? Ta mặc dù vậy y chang mình đây ha anh. Đúng rồi. Y chang đó. Ngồi ở đây Tết thì đánh bài. Chỉ là không có giò lô tô thôi. Ừ. Còn đánh bài đánh mặt dược y chang. Sao được cái tô của anh đỏ. Mình cũng đâu khai nữa. Ngồi khai the à. Mà cái sa tế này chị làm cũng ngon. Khai the có mùi xả tỏi được thơm quá. Bỏ cho má miếng là chung. Đi về bệnh đáng làm khỏe nha. Ừ. Em thì lúc nào tập bản em cũng mở hết trơn á, cứ chuyển vô lẫn vô thẳng vô tập bản. Nhà nào cũng nói. Em cũng làm visa đi, tập chuyển đi.
Gẹo chị xíu nè. Nè, được tặng cho chiếc vòng nè. Ngó mặt đây. Đẹp không cả nhà? Tỳ hưu. Được tặng cho con này. Tỳ hưu mà sáng anh nó con rồng. Tỳ hưu mà. Chiếc vòng này là chị Lợi cũng tặng cho Lợi nè. Lợi đeo đây 5-6 năm rồi đó. Chiếc vòng này nè, Lợi đeo 5-6 năm rồi. Đeo trước cái đợt mà khi tết tức trên hài luôn á. Khi mà cả nhà mình xem lại cái chương trình tết tức trên hài á, là có đeo cái chiếc vòng này nè. Đến bây giờ em lấy về lấy thịt cho em đi tìm. Dạ. Má mình có nè. Dạ. Sao anh thích ăn con vịt này hơn cái con vịt màu đen? Xin. Ờ, anh thích con vịt trắng hơn. Ngon quá, trong này nước lèo ngon thiệt á. Hôm nay nghỉ làm mà xin nghỉ với bản có bị lố ngày nào không chị? Xin nghỉ đã. Đó là cái tô gì? Không gần hấp dẫn á. Chị Sáu lại về đây được 20 ngày. 20 ngày đúng không? Nhanh quá trời luôn á em. Mới đi rước bà về mà bây giờ mình lại đưa đi nữa. Nhanh ha. Chốt miếng đi nha tình. Đó. Bây giờ nói chung là ăn xong tô bánh canh này thì cả nhà Lợi cũng tới giờ để đi lên sân bay rồi. Lợi và gia đình xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm và theo dõi tất cả thành viên trong gia đình Lợi nha. Lợi xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở clip sau. Bye bye.